Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang xem bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ có những tin chính sau đây. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức đêm giao lưu thơ nhạc đầu xuân 2017 tại thủ đô Moscow. Đợt giá lạnh kỷ lục tại châu Âu ảnh hưởng lớn tới cộng đồng người Việt. Hãy cùng phóng viên VTV4 kết nối với nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, tổng biên tập báo Nhịp cầu Thế giới tại Hungary để biết thêm thông tin. Những người nghệ sĩ đường phố được tôn vinh trong liên hoan nghệ thuật đường phố lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines vừa tổ chức đón xuân Đinh Dậu cho toàn thể cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước này. Tham dự có đông đảo bạn bè quốc tế cùng bà con kiều bào và các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Philippines. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương đã gửi lời chúc tới đồng bào đang sinh sống, lao động và làm việc tại nước này. Đại sứ mong bà con nên duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc, luôn yêu thương, hỗ trợ nhau, luôn hướng về cội nguồn, phấn đấu làm rạng danh quê hương. Trong không khí vui tươi chào đón Tết cổ truyền 2017, buổi gặp mặt đầu xuân còn có nhiều tiết mục văn nghệ. Tết cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức đã trở thành một hoạt động thường niên. Đây là dịp để thắt chặt hơn mối liên hệ giữa Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Philippines. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức đêm giao lưu thơ nhạc đầu xuân 2017 tại thủ đô Moscow. Tới dự có đại diện Đại sứ quán, đông đảo hội viên của hội là những nhà thơ, nhà văn, dịch giả văn học, các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên cùng đại diện các hội đoàn của người Việt Nam tại Nga. Hội đã tổ chức kết nạp hội viên mới. Tại buổi giao lưu, các hội viên đã trình bày các bài thơ mới được sáng tác về cuộc sống của những người con xa xứ với những vất vả thường nhật cũng như những tình cảm dành cho quê hương. Các buổi giao lưu thơ nhạc, đêm thơ nguyên tiêu đã trở thành hoạt động truyền thống của hội từ năm 1994 đến nay, góp phần làm cho đời sống tinh thần của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga thêm phong phú và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hơn 20 năm qua, Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Nga đã có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở đây, đồng thời là nhịp cầu quan hệ hợp tác văn học nghệ thuật giữa Việt Nam và Nga. Bản đồ Pati de la Cosinsin do nhà địa lý học kiệt xuất Philippe Mandermelen xuất bản năm 1827 là minh chứng mới khẳng định chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam. Và mới đây, một Việt kiều Mỹ đã trực tiếp trao tặng tấm bản đồ này cho Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa. Ông Thắng sinh tại Quảng Ngãi, định cư cùng gia đình tại Connecticut, Hoa Kỳ từ năm 1991. Năm 2012, đọc thông tin báo chí trong nước phản ánh bản đồ nhà Thanh không có Hoàng Sa, Trường Sa. Ông Thắng nhớ lại một số bản đồ đang được giao bán trên eBay có liên quan đến việc này nên bắt đầu sưu tầm và tìm mua. Toàn bộ số bản đồ này, ông Thắng đã nhờ Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa Xã hội thành phố Đà Nẵng thẩm định và tặng cho Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng. Lãnh đạo huyện Hoàng Sa cho biết, những tấm bản đồ của ông Trần Thắng trao tặng là những tài liệu vô giá. Nó không chỉ giúp ích cho việc tuyên truyền, giáo dục mà còn là những bằng chứng hùng hồn có giá trị pháp lý quốc tế cao. Đợt giá lạnh đang hoành hành tại châu Âu kể từ giữa tuần trước đang tiếp tục gây ra thiệt hại về người. Với 6 nạn nhân mới tại Ba Lan, cùng con số người thiệt mạng như vậy được ghi nhận tại Romania, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì giá rét lên đến 52 người. Đợt giá lạnh này có nguyên nhân là từ những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu tràn xuống châu Âu từ cuối tuần trước, đã khiến nhiều người thiệt mạng, nhất là những người vô gia cư và những người nhập cư tại các nước Đông Âu khác như Hungary, Cộng hòa Séc, Bulgaria. Châu Âu cũng là nơi tập trung đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Để tìm hiểu thêm thông tin về những tác động của đợt lạnh kỷ lục này tới đời sống của bà con người Việt, phóng viên VTV4 đã kết nối với nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, tổng biên tập báo Nhịp cầu Thế giới tại Hungary. Hungary hiện có hơn 5.000 người Việt sinh sống và hiện nay người dân tại nước này cũng đang trải qua những đợt giá rét kỷ lục. Chắc chắn là đời sống của bà con người Việt tại Hung nói riêng và châu Âu nói chung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh có thể thông tin chi tiết hơn về điều này ạ? Bà con sinh sống tại Hungary nói riêng cũng như là vùng Đông Trung Âu nói chung thì có một bộ phận đáng kể là kinh doanh tại các khu chợ. Cho dù là ở trong nhà kín nhưng mà cái hệ thống sưởi ở đó thì nó cũng không thể hoàn hảo như tại những cái trung tâm thương mại hiện đại. Và do đó cái điều kiện làm việc trong cái lạnh mà ghê gớm này thì đúng là rất là ảnh hưởng. Thì đây mới là cái ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động.
còn tới thu nhập và tới công việc làm ăn, thì cũng cần biết là sau cái mùa Giáng sinh và năm mới theo Tây lịch thì luôn là cái thời gian mà ít khách cũng như là ít người mua bán, và đặc biệt là trời lạnh thì khiến nhiều người dân bản địa họ cũng ngại ra đường. Và khi mà trao đổi với các bà con tiểu thương thì được biết là người mua hàng nếu có cũng chỉ chủ yếu tập trung vào những cái đồ dùng thiết yếu mà thôi. Thì tức là những người Việt mà kinh doanh những cái mặt hàng xa xỉ phẩm hoặc là những cái mặt hàng tạm gọi là cao cấp thì đều cảm thấy rất là thất thu vì cái nhu cầu sụt giảm hẳn. Cái mặt hàng quần áo là cái mặt hàng mà nhiều người Việt kinh doanh cũng không chạy, là bởi vì đa số người mua thì có thu nhập trung bình và họ chỉ tập trung mua hàng cũ, không cần phải đẹp, miễn là rẻ tiền và ấm. Nhưng mà ở đây cũng phải nói là có một cái điều may mắn là ngoài ảnh hưởng tới cái công việc và thu nhập như thế thì bà con Việt bên này nhìn chung cũng đã ổn định về cuộc sống, không có cảnh người vô gia cư hoặc là không đủ chi phí để mà sưởi trong gia đình. Thì đây cũng là cái điều an ủi khi mà nhìn sang người bản xứ cũng vẫn còn rất nhiều những cái cảnh đời khó khăn. Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết cổ truyền. Dù xa quê hương nhưng bà con tại nước ngoài vẫn duy trì nét văn hóa đón Tết. Vậy điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay thì có ảnh hưởng tới không khí và công việc chuẩn bị đón Tết của bà con không thưa anh? Thật ra thì cái dịp Tết Việt bên này bà con đa phần vẫn phải đi làm, không được nghỉ. Cho nên tất cả thì sẽ bó gọn vào cái buổi gặp gỡ cuối năm, cũng như là kèm những cái lễ hội đón năm mới mà do các hội đoàn tổ chức. Và trước đó thì những cái món ăn truyền thống của ngày Tết từ bên này thì cũng được bán rất là sẵn tại các khu vực mà đông người Việt làm việc. Và ngoài ra những ai muốn thì họ cũng có thể rủ nhau để tự gói bánh chưng hoặc là làm những cái món ẩm thực đặc thù khác của ngày Tết. Thì thường những cái công việc này chỉ tập trung trong một tuần trước ngày Tết. Và cái lạnh hiện tại thì vì thế theo tôi không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái việc duy trì nét văn hóa đón xuân đó của bà con. Và tại Hungary thì cái lễ hội mừng xuân thì sẽ do Hiệp hội Người Việt và Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán tổ chức đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Thì đây là cái hoạt động cộng đồng lớn nhất hàng năm. Và có những năm thì thu hút được cái sự tham gia của khoảng 1.500 người, tức là 1/3 số người Việt mà cư trú tại Hungary. Một số bà con khi được hỏi thì cũng cho biết là năm nay họ có thể về Việt Nam trong cái dịp Tết sắp tới, vừa để thăm gia đình, thân nhân cũng như là như cái cách họ nói là vừa để tránh rét. Nhưng mà tuy nhiên thì được biết là cũng có một số gia đình thân nhân trong nước thì lại ra nước ngoài để thăm con cháu trong dịp này, và cũng là để biết mùa đông cũng như là tuyết của châu Âu. Thì vì vậy cho nên có thể hy vọng là cái thời tiết khắc nghiệt hiện tại của châu Âu sẽ không có cái ảnh hưởng nhiều tới cái không khí cũng như là cái việc chuẩn bị Tết của bà con, kể cả cái số lượng người sẽ tham gia trong cái ngày vui sắp tới, là bởi vì ai cũng muốn có một cái khởi đầu suôn sẻ sau một năm vừa qua có rất là nhiều biến động và đầy khó khăn như là chúng ta đã biết. Một lần nữa xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Một tin vui đối với làng xiếc Việt Nam. Tại Liên hoàn xiếc quốc tế Golden Circus vừa diễn ra tại thành phố Rome, Italia, huy chương bạc duy nhất đã được trao cho tiết mục tạo hình trên dây da của đoàn nghệ sĩ trẻ đến từ Liên đoàn xiếc Việt Nam. Đến với Liên hoan xiếc quốc tế Italia năm nay, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã gửi 4 nghệ sĩ với 2 tiết mục tham gia tranh tài, tạo hình trên dây da và đế thống. Tại chương trình gala bế mạc, ban tổ chức đã trao huy chương bạc duy nhất cho tiết mục tạo hình trên dây da của 2 nghệ sĩ trẻ Liên đoàn xiếc Việt Nam là Văn Thái và Thu Hường. 2 giải đồng đã được trao cho tiết mục điều khiển ngựa của nước chủ nhà Italia và chùm 3 tiết mục của gia đình xiếc đến từ đất nước Ukraine. Còn tiết mục đế thống đã được lựa chọn và biểu diễn phục vụ Đức Giáo Hoàng Franciscus tại Vatican. Sau 4 lần liên tiếp giành thứ hạng cao tại Liên Hoan, xiếc Việt Nam đã ghi được dấu ấn trong lòng công chúng thế giới. Lâu nay, nghệ thuật đường phố ít được công chúng quan tâm và nhìn nhận đúng mức bởi nhiều lẽ, mà một trong số đó chính là vì sự manh mún, nhỏ lẻ của các cá nhân hoạt động tự phát, cũng như chưa có một sân chơi quy tụ những người nghệ sĩ đường phố. Và Liên hoan nghệ thuật đường phố lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thực sự là dịp để tôn vinh những người nghệ sĩ trên từng góc đường con phố, đem tài năng nghệ thuật để mưu sinh và góp vui cho đời. Từ lúc 3 tuổi, cậu bé Nguyễn Tấn Thành đã theo anh trai Nguyễn Minh Cảnh biểu diễn ảo thuật khắp các đường phố. Sau 2 năm, cậu bé lên lợi này đã thành thạo hơn 50 trò ảo thuật, đặc sắc nhất là màn nuốt bong bóng dài. Càng nhiều người vỗ tay là mình càng sáng tạo thêm. Nghệ sĩ đường phố hay là nghệ sĩ sân khấu nào là cũng vậy, cũng có một cái ước mơ, cũng có một cái đam mê riêng của họ. Con ước rồi lên sân khấu lớn, làm ảo thuật gia nổi tiếng. 16 tiết mục nghệ thuật đường phố cùng quy tụ trong đêm chung kết là 16 sắc màu khác biệt trên nhiều lĩnh vực như xiếc, ảo thuật, cung phu, vũ đạo hát rong. Sự đón nhận hòa mình của khán giả minh chứng cho sức hút
của nghệ thuật đường phố, một món ăn tinh thần dân dã. Gặp là coi, sẽ nhiệt tình hơn nữa, làm đẹp hơn nữa, tại em khoái bài này lắm. Khi một cái tiết mục đường phố hấp dẫn mà nó up lên YouTube rồi các mạng xã hội thì thu hút hàng chục triệu lượt view, và có thể nói rằng ở Việt Nam nó còn phát triển manh mún đâu đó ở một vài tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên là đây có thể nói là lần đầu tiên chúng tôi cũng mạnh dạn tổ chức một cái chương trình nghệ thuật đường phố mà nó quy mô như thế này, và chúng tôi cũng đang kỳ vọng và năm 2017 sẽ tiếp tục tổ chức một cái chương trình nghệ thuật đường phố, và chúng tôi dự kiến là mở rộng cái quy mô nó lớn hơn và có thể là tiết mục đường phố mang tính quốc tế. Sắp tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng một chương trình nghệ thuật đường phố bài bản chỉnh chu, vừa là sự khoe bài nét tài hoa độc đáo của nhiều bộ môn, vừa là sự trân trọng những người nghệ sĩ bình dị nơi góc đường hè phố. Thưa quý vị và các bạn, nếu có trong tay các viên đá cuội, quý vị sẽ tạo nên được những sản phẩm gì? Đối với anh Hoàng Phi Hải tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, những viên đá cuội là khởi nguồn sáng tạo cho những tác phẩm đầy màu sắc và lý thú. Một vài viên đá cuội, một ít màu tô và những gì người họa sĩ này tạo nên khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Mình thấy cái tranh đá này, những cái viên đá mà người đá quý á, người ta hay rắc lên những cái bức tranh thiệt đẹp. Còn những cái viên đá cũ này người ta không có dùng để làm gì hết, nên nhiều khi mình thấy cũng hay, mình mới lượm về, nhặt về, mình sơn phết lên, mình vẽ hình. Bắt đầu thấy hình nó ngộ nghĩnh, sau đó mình nó ý là mình muốn làm cho vô tranh, một bức tranh vẽ hình nền lên cho nó sinh động thêm, nên cái mình tô màu, mình sơn, mình vẽ lên thôi. Không qua một lớp mỹ thuật nào, anh Hải bắt đầu sáng tạo tranh từ đá cuội hơn một năm nay. Ban đầu chỉ làm vì sở thích, dần dần tác phẩm của anh không đủ cung cấp cho những người yêu thích tranh từ đá cuội. Đã có nhiều nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật từ đá cuội, nhưng anh Hải đã chọn cho mình một hướng đi khác, sáng tạo gắn với hội họa. Vẻ đẹp giản đơn của đá từ đó được mang những màu sắc mới. Viên đá thì thường nó màu xám hoặc là màu tối, nó không có đẹp. Mình phải sơn 2-3 lớp. Mình sơn lên, mình nước lót là màu trắng. Sơn xong mình sơn màu lên cho nó bắt màu. Rồi mình dán đá, mình lựa đá, mình dán đá lên, xong bắt đầu mình vẽ hình trên hình nền nữa. Kết cấu tranh đơn giản, chi tiết đơn giản và nội dung tranh cũng giản đơn. Nhưng mỗi tác phẩm tranh từ đá cuội là kết quả của sự kết hợp tài tình giữa những hình khối có sẵn của đá cuội và những đường nét sáng tạo của hội họa. Những viên đá cuội đơn điệu và vô tri thì bỗng trở nên có hồn và sinh động hơn rất là nhiều trong những tác phẩm như thế này. Sự sáng tạo thì luôn đem đến cho cuộc sống của chúng ta những màu sắc mới hết sức bất ngờ và thú vị. Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube youtube.com/vtv4go. Xin kính chào và hẹn gặp lại!